Xin chào các bạn, thì du học Singapore hôm nay hấp dẫn hơn khi được học Anh văn miễn phí, cộng thêm miễn phí đăng ký nhập học, tặng iPad mini, đảm bảo 100% cơ hội thực tập sau khi tốt nghiệp, với mức lương lên đến 1.500 đô sinh, học bổng lên tới 137 triệu Việt Nam đồng. Hãy đăng ký ngay hôm nay để được nhận ở các ưu đãi chương trình học bổng hấp dẫn chưa từng có tại SHRM. Và đầu tiên thì Tân Đại Dương xin giúp các bạn tìm hiểu đôi nét về trường. Thì SHRM College là trường chuyên về ngành quản trị du lịch khách sạn, cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành công nghệ này. Đặc biệt thì chương trình luôn đáp ứng tính nghiêm ngặt và toàn diện theo tiêu chuẩn những trường giảng dạy quản lý du lịch khách sạn hàng đầu tại Thụy Sĩ. Và lý do sinh viên quốc tế lại chọn ngôi trường này theo học thì đầu tiên là cơ hội thực tập hưởng lương 6 tháng từ 800 đô la Singapore một tháng tại các nhà hàng khách sạn 5 sao. Thứ hai là được chuyển tiếp sang Anh, Úc, v.v. sau khi lấy bằng cao đẳng nâng cao hoặc tiếp tục ở lại trường để lấy bằng cử nhân của đại học Wolverhampton ở Anh Quốc. Và thứ ba là trường duy nhất tại Singapore sẽ hỗ trợ giúp cho các bạn tìm được việc làm và bố trí các buổi phỏng vấn giữa SHRM với các đối tác làm việc của trường, như là các khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ mát để sắp xếp việc làm chính thức toàn thời gian cho sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học cao đẳng nâng cao về quản lý du lịch khách sạn năm 2 hoặc là năm 3 tại SHRM. Và khuôn viên của trường thì được thiết kế theo mô hình khu nghỉ mát với đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho việc thực hành của học viên, như là nhà hàng hay khu nhà bếp nóng lạnh, mô hình phòng mẫu khách sạn. Và tiếp theo sau đó là chương trình dựa theo mô hình giảng dạy của các trường khách sạn tại Thụy Sĩ. Và đăng ký du học Singapore cùng SHRM Singapore thì trường chuyên về đào tạo ngành du lịch khách sạn nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn, như là miễn phí đăng ký trị giá là 321 đô sinh, tương đương là 5,4 triệu Việt Nam đồng. Miễn phí khóa học tiếng Anh 5.000 đô sinh, tương đương là 84 triệu Việt Nam đồng cho sinh viên khi đăng ký chương trình Advanced Diploma in Hospitality Management. Và mỗi sinh viên khóa học này sẽ được trang bị iPad mini làm tài liệu học tập và có cơ hội nhận học bổng là 8.160 đô sinh, tương đương là 137 triệu Việt Nam đồng. Đảm bảo 100% cơ hội thực tập tại các tập đoàn du lịch khách sạn lớn, và trường cũng là một trong những trường đã vinh dự nhận được chứng nhận EduTech 4 năm. Và để tìm hiểu rõ hơn về chuyên ngành học, học phí, bạn có thể tham khảo thông tin tại website là tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ du học Singapore của trường. Thì vui lòng gọi về số 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Và hiện tại thì Tân Đại Dương có hai chi nhánh, đó là chi nhánh quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Lưu ý một điều là Tân Đại Dương hiện không có chi nhánh ở Hà Nội. Thì xin chào các bạn, ngày nay các bạn trẻ Việt Nam của chúng ta rất là quan tâm đến tương lai của mình và mong muốn đi du học để có thể thực hiện được những ước mơ và hoài bão. Và song song đó thì các bạn lại lo lắng về các quá trình thủ tục ra sao, chi phí học tập như thế nào, cũng như là nỗi lo trước việc sốc văn hóa. Chính vì điều đó các bạn thường chọn Singapore làm điểm đến du học của mình, bởi sự phát triển kinh tế ở Singapore là một quá trình phấn đấu không thể phủ nhận được. Và đến với chương trình giải đáp thắc mắc du học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng giải đáp những thắc mắc mà các bạn đã gửi thư về hòm thư du học của Tân Đại Dương. Vấn đề đầu tiên là từ bạn Bích Ngọc ở email là ngọctrần2509@gmail.com. Nội dung là: xin chào các anh chị Tân Đại Dương, em đang là học sinh lớp 11 tại Việt Nam. Em có bạn bè ở Singapore cũng đang du học, bây giờ cũng muốn học tại Singapore ngành du lịch khách sạn có chương trình thực tập hưởng lương. Thì em cần thủ tục giấy tờ ra sao? Có trường nào phù hợp với em không? Và em phải học hết lớp 12 tại Việt Nam mới đi được đúng không? Vâng, thì xin chào bạn. Và một trong những thuận lợi khi du học Singapore đó chính là thủ tục xin visa khá là đơn giản, không yêu cầu bạn phải chứng minh tài chính. Về giấy tờ thì bạn chỉ cần chuẩn bị là hộ chiếu, giấy khai sinh, học bạ, bảng điểm, bằng cấp có liên quan, cũng như là 8 tấm ảnh 46 nền trắng. Với yêu cầu của bạn thì Học viện Quản lý Nang Giang đó chính là sự lựa chọn phù hợp cho bạn. Học viện được thành lập vào năm 2001 với cái chương trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu nhằm nâng cao các kỹ năng, kiến thức và năng lực của các bạn sinh viên, tập trung vào những kiến thức thực tiễn, tinh thần học tập sáng tạo và bồi dưỡng môi trường trí thức với lại định hướng quốc tế. Và trường thì chuyên đào tạo về các chuyên ngành như là nhà hàng khách sạn, du lịch,
quản trị kinh doanh xây dựng. Và sau khi hoàn thành xong lớp 11 tại Việt Nam thì bạn đã có thể sang học tại trường từ bậc cao đẳng với thời gian học là 8 tháng. Sau đó thì sẽ có 6 tháng thực tập hưởng lương với mức lương từ 800 đến 1.000 đô la Singapore hàng tháng tại các khách sạn 4 đến 5 sao. Và hoàn thành xong chương trình cao đẳng thì bạn có thể chuyển tiếp lên chương trình cử nhân ngành du lịch khách sạn tại trường và học chỉ trong vòng 16 tháng mà thôi. Và thắc mắc thứ hai là đến từ bạn Ái Khuê ở Gia Lai. Em có tìm hiểu thông tin về ngành quản trị kinh doanh tại trường An Giang. Năm nay em vừa hoàn thành xong chương trình trung học phổ thông. Em dự tính sang đó học chương trình cao đẳng quản trị kinh doanh. Và nếu vừa sức thì em sẽ học tiếp lên chương trình đại học luôn. Nhưng em không biết bằng cấp của cao đẳng và đại học nó chung một tấm bằng luôn hay sao. Nếu em chỉ học hết cao đẳng rồi quay về Việt Nam thì thế nào? Thì chị xin chào Ái Khuê. Thì hệ thống các trường tư đào tạo bậc đại học và sau đại học tại Singapore được định hướng theo chủ trương đó là đi tắt đón đầu. Điều này có nghĩa là họ sẽ không tự cấp bằng đại học và sau đại học mà sẽ tìm kiếm liên kết đào tạo với các trường đại học đối tác nước ngoài, những trường đã có kinh nghiệm đào tạo lâu năm và được thế giới công nhận về chất lượng đào tạo. Vì vậy, ngay khi bà em hoàn thành xong cái bậc cao đẳng ngành quản trị kinh doanh tại Học viện An Giang, em sẽ nhận được tấm bằng tốt nghiệp do Học viện An Giang cấp và có thể quay trở về Việt Nam. Tuy nhiên, nếu mà em học tiếp lên bậc cử nhân tại trường thì sau khi tốt nghiệp em sẽ nhận thêm tấm bằng tốt nghiệp do trường liên kết với Học viện An Giang, đó là trường Federation University của Úc cấp bằng cho em. Và câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay đó là gửi được từ bạn Trọng Nhân ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình năm nay đã 26 tuổi, nhưng vì yêu cầu công việc mình muốn học lên chương trình MBA chuyên về marketing. Thì mình thì muốn học tại Singapore cho gần Việt Nam và cũng để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên ở Việt Nam mình chỉ tốt nghiệp cao đẳng kinh tế rồi đi làm cho đến giờ cỡ khoảng 5 đến 6 năm. Vậy mình có thể theo học MBA được hay không? Vâng, xin chào bạn Trọng Nhân. Thì hầu như khi học chương trình MBA cần yêu cầu các bạn phải tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên tại Học viện An Giang thì có đào tạo chương trình MBA với các chuyên ngành như là marketing, quản trị nhân sự, quản trị dịch vụ y tế, với điều kiện là các bạn tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng nhưng mà đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc cùng với điều kiện IELTS là 6.0. Tuy nhiên nếu bạn chưa có IELTS, bạn có thể hoàn thành khóa Anh văn đầu vào của trường với 3 cấp độ, mỗi cấp độ là trong vòng 2 tháng, và bạn có thể đến với công ty Tân Đại Dương để làm kiểm tra đầu vào để biết mình sẽ học bao nhiêu cấp độ trước khi mà bạn vào học khóa chính. Và chương trình giải đáp thắc mắc du học của Tân Đại Dương đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.